Vâng, lại tiếp tục một bộ thứ 5 trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 10, bộ loa cây, loa thùng VK720 họng kèn vàng rất chất, ca to đẹp dai, tông rất khỏe, hát karaoke cực ngọt và nghe nhạc cực tuyệt vời. Đó các bạn ạ, họng kèn vàng cực kỳ là sang chảnh, bass 40 phía dưới. Và bên em cũng vừa test ở trong phòng kỹ thuật ra và đã dán tem bảo hành đây rồi ạ. Và tất cả những cái sản phẩm bên em khi mà test và xuất đến tay khách hàng tiêu dùng là bên em đã dán tem bảo hành, niêm phong bảo hành 1 năm, vì đây là toàn bộ hàng chính hãng của WeWood và bảo hành 1 năm các bác nhé. Đó, một đôi bên em test xong và bên em đóng rất cẩn thận. Đóng rất cẩn thận để chuẩn bị ship sang cho anh Hiếu, anh ở bên Nam Từ Liêm Hà Nội. Vẫn là những bộ các bác khách hàng đã chọn lựa, đó là những con đẩy liền vang DCX7. Đẩy liền vang DCX7 và đi kèm một bộ mic WeWood VK321 họng VK321 bản Black, bản mới nhất hiện nay. Dùng cho phân khúc gia đình và hát cũng có thể hát karaoke chuyên nghiệp. Đó, đây là bộ của anh Hiếu ở bên Nam Từ Liêm mà tối hôm qua anh sang xem lúc 9 giờ tối và anh đã chốt bộ trực tiếp để chuẩn ngày hôm nay là bên em sẽ lắp đặt tại nhà cho anh. Đó, họng kèn vàng. Đó, ngày hôm nay những cái đôi loa WeWood VK720 họng kèn vàng này đang bán rất là chạy vì nó vừa to vừa đẹp vừa chất lượng mà giá cực kỳ là bình dân. Đó, cực kỳ là bình dân luôn các bác nhé. Bác nào mà muốn trang trí trưng bày với những đôi loa VK720 kèn vàng mà cần tư vấn thì có thể liên hệ cho bên em theo hai số like trên video. Và địa chỉ của bên em ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác cũng có thể gần đó thì đến trực tiếp nghe trải nghiệm, cũng như anh Hiếu ở bên Nam Từ Liêm anh đi ô tô sang mặc dù trời rất là mưa. Đó, cả nhà đi sang và đã chốt cho mình bộ quần cực khủng. Và anh Hiếu thì anh chờ khoảng tầm tiếng rưỡi là sẽ đến nhà anh và bên em sẽ có video lắp đặt cũng như bàn giao, các bác chờ đón xem nhé. Đó, bộ của anh Hiếu. Vâng, buổi chiều thì khá là tắc đường thì bên em ship xe máy để luồn lách cho nó nhanh thì đến nhà anh Hiếu sớm ở bên Nam Từ Liêm Hà Nội. Một combo cực VIP, những đôi loa WeWood VK720 họng kèn vàng đây, và những con đẩy liền vang DCX7 và những vẫn là những bộ sản phẩm quen thuộc mic WeWood VK321 bản Black. Đó, thì bên em đi xe máy cho chủ động luồn lách ngõ ngách cho nó dễ, chứ đi giờ ô tô tắc đường tầm 4-5 giờ chiều này rất là mệt. Đó, thì anh Hiếu anh chờ em trong khoảng tầm tiếng đồng hồ này bên em sẽ đến nơi và lắp đặt bàn xa cho anh Hiếu, và cũng như quay lại cái video mà lắp đặt tại nhà anh Hiếu nhé, các bác và anh em đón chờ nhé. Vâng, sau quá trình di chuyển thì bên em cũng đến được nhà anh Hiếu ở bên Nam Từ Liêm. Vâng, với không gian thì cực kỳ là sang trọng đẳng cấp như thế này, và trưng bày kèm thêm một bộ combo bên Zika Audio gồm đôi loa WeWood VK720 kèn vàng và một con đẩy liền vang DCX7 và một bộ mic WeWood VK321 thì nghe nhạc và hát cực kỳ là hay rồi. Nhưng còn trưng bày với không gian nhà anh Hiếu thì cực kỳ là phù hợp, nhìn rất là sang trọng đẳng cấp. Anh đã đến trực tiếp và anh đã nghe và anh đã thẩm âm và anh ra rất là tuyệt vời với bộ cấu hình mà anh đã chọn lựa. Và bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe, cũng như cảm ơn anh Hiếu đã tin tưởng và ủng hộ và Chica Audio thay mặt toàn thể anh em chúc anh Hiếu và gia đình luôn luôn bình an. Vâng, rất là cảm ơn anh Hiếu ạ. Quá. Người đàn ông đã đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không thương yêu em, anh biết